Nhậm Gia Lâm, Đàm Tùng Vận, Thành Nghị và những nghệ sĩ có tên thật hay và ý nghĩa. Vì để khán giả nhớ được tới mình, rất nhiều minh tinh hoa ngữ đã có những cái tên độc lạ, phải đổi sang một nghệ danh mới đơn giản dễ nhớ hơn. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua tên thật của các ngôi sao showbiz là như thế nào nhé. Thứ nhất, Nhậm Gia Luân, tên thật Nhậm Quốc Siêu. Tên thật của Nhậm Gia Luân là Nhậm Quốc Siêu, chắc hẳn mọi người cũng chẳng xa lạ gì về cái tên này. Chúng tôi thì cảm thấy tên thật của ngôi sao thỉnh quân khá gần gũi, rất phù hợp với hình tượng tuyển thủ bóng bàn lúc trước. Cho dù ở thời điểm hiện tại anh hoạt động dưới nghệ danh Nhậm Gia Luân, nhưng fan vẫn quen gọi anh là Quốc Siêu. Hoặc là khi vào đoàn phim diễn viên đóng chung, như Đàm Tùng Vận cũng thích gọi nam diễn viên là anh Quốc Siêu vậy. Thứ hai, Đàm Tùng Vận, Đàm Tinh Tinh. Tên gốc của diễn viên Đàm Tùng Vận là Đàm Tinh Tinh, một cái tên hay và phù hợp với hình tượng đáng yêu của cô nàng. Chúng tôi thấy nghệ danh và tên gốc của nữ diễn viên lấy danh nghĩa người nhà có tính chất khác nhau một trời một vực. Tên Đàm Tùng Vận khá là văn nghệ, còn Đàm Tinh Tinh thì khá là dễ đọc và vô cùng gần gũi. Thứ ba, Thành Nghị, Phó Thi Kỳ. Diễn viên Thành Nghị nổi tiếng nhờ bộ Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, tên gốc của anh Phó Thi Kỳ có cảm giác tên hiệp. Nhưng mà mặc dù tên gốc của anh rất là tình thơ ý họa, thế nhưng khi nghe lại có cảm giác giống tên của con gái. Cho nên sau khi vào giới giải trí, anh đã lấy nghệ danh Thành Nghị, đơn giản dễ nhớ, không bị người ta hiểu lầm. Thứ tư, Đinh Vũ Hề, Đinh Chu Kiệt. Tên gốc của Đinh Vũ Hề chính là Đinh Chu Kiệt, đúng là khá dễ nhớ. Sau khi chúng tôi biết tên thật của anh đã phải thốt ra rằng, may mà lấy nghệ danh mới vì tên gốc của anh không hề có chút ấn tượng. Nếu như ban đầu mà anh dùng tên này hoạt động, khả năng sẽ không để lại cho mọi người ấn tượng và cũng không có được Đinh Vũ Hề của ngày hôm nay. Thứ năm, Trương Năng Hách, Trương Gia Vĩ. Trương Năng Hách nổi tiếng như vai phụ trong Thương Lan Quyết, tên thật của anh Trương Gia Vĩ, một cái tên khá là chân chất. Sau khi vào giới giải trí, anh đã lấy nghệ danh Trương Năng Hách. Cái tên này không chỉ có tính chất văn nghệ, khá giống với tên của nam chính trong tiểu thuyết, vừa dễ nhớ vừa dễ đọc. Chúng tôi thấy Trương Năng Hách đã chọn đúng nghệ danh của mình. Bằng không, nếu dùng tên gốc hoạt động thì khả năng không được mọi người nhớ đâu nha. Vậy bạn có suy nghĩ gì về tên thật của các diễn viên hoa ngữ? Đừng ngại, hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé.